Chào cả nhà nhá. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2021 rồi, ngày cuối cùng của năm nay rồi. Hy vọng là sang năm mới chúng ta sẽ có một năm thật là nhiều cái điều khởi sắc nha. Và hôm nay thì em tiếp tục quay lâm xung cho mọi người ngắm, bởi vì hôm nay trời nắng lên mà bông nó bung quá là đẹp đi. Hôm nay em quay em đảm bảo là mọi người sẽ phải trầm trồ hơn hôm qua nữa, bởi vì không thể nào mà đẹp hơn. Mọi người nhìn thấy cánh nó sáng hơn không ạ? Đó, cánh ám nha. Đấy, ở Lâm Đồng mà nó nở được như thế này thì quá là xuất sắc rồi mọi người, không thể nào mà chê được. Và cái lưỡi của nó thì đúng là quá là tuyệt phẩm rồi, mê như cái gì đó, phải nói là mê chữ E kéo dài luôn. Phê luôn, bông này quá là đẳng cấp luôn. Ngày xưa thì em thấy nó nở mà nó nhạt lắm, nó không có được như này. Mà bây giờ tự nhiên có cái bụi này của vườn anh Hào ấy, nở quá là đẹp luôn. Cho nên là quay quay đi quay lại, đây là lần thứ ba em quay bông này. Lần thứ nhất thì em nói rồi, lần thứ hai là ngày hôm qua, và ngày hôm nay nắng nó lên thì quay không thể nào mà đẹp hơn, đúng không mọi người? Quay rất là kỹ đó, quay thì đi tác nghiệp ngoài nắng không à. Đó, đây mọi người nhìn cái bông, cái mũi trắng của nó và cái lưỡi của nó thì không thể nào mà chê đi đâu được nha. Bông hoa nắng nó lên quá là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp, đúng là một cái tuyệt phẩm. À, đúng là mang một cái vẻ đẹp rất là mạnh mẽ nha. Bông lâm sung đúng là nó mạnh mẽ. Đây, em cũng quay kỹ cái ngón cổ lá cho mấy bác xem. Nhiều bác hỏi sao có ngón cổ lá thì bình thường. Đó, cây này thì nó có ngón cổ lá là bình thường. Đó, em quay thì em không lấy được nét, nhưng mà mấy bác thấy đó, cổ lá nó tím bình thường. Bởi vì lâm sung nó đâu phải là trắng tinh đâu. Đó, nó là năm cánh trắng nhưng mà nó nở Lâm Đồng và các vùng lạnh thì nó ám là điều bình thường. Đấy, chậu mẹ này, và cái lá của lâm sung nó nhăn rất là rõ nét, lá gân đó mọi người, hay còn gọi là lá gân đó. Mọi người nhìn bông, trời ơi nó đẹp không thể nào mà chê được á. Cái chùm bốn bông này, trời ơi, lưỡi lưỡi quá là đậm đi, màu lưỡi đậm mà lớp tuyết trắng bao phủ, mũi trắng thì khỏi phải bàn rồi nha. Đó, mũi trắng khỏi phải bàn, cánh nó trắng tinh mọi người, cánh nói chung là rất là sáng á, không phải nói là trắng tinh nhưng mà sáng đó, rất là sáng. Đó, bay ngoài ngoài nắng rồi nó bung nó quá là đẹp luôn. Rồi hôm nay quay kỹ xíu, chứ hôm qua em quay sau em xem lại em thấy cũng hơi bị ít, bởi vì nắng quá em cũng lười quay. Thì hôm nay nó đẹp quá cho nên là cố ngồi để quay. Quá là đẹp, bông cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi cả một chùm hoa như thế này, nói chung là chơi hoa là chỉ chờ đến giây phút này thôi. Để nuôi được một cái chậu lớn như này và bung hoa như thế này thì cả là một quá trình, đúng không mọi người? Đấy, chứ không phải là ngày một ngày hai, không phải vội vàng nên người ta mới bảo là như hoa phong lan đợi chờ là như thế. Đấy, cuối năm cho mọi người mãn nhãn luôn với một cái tác phẩm lâm sung. Giờ thì em cũng hiểu là vì sao người ta lại thích chơi lan, mà đặc biệt là cái bông lâm sung này với vậy vậy, mặc dù giá nó rất là cao bởi vì mặt bông nó quá là đẳng cấp đi. Đó, quá là đẹp, nhìn hoa nó còn đẹp hơn á. Đấy, mọi người biết là ống kính thì nó không thể nào mà lấy hết được các cái góc. Còn vô trong này thì có một cái chậu Minh Quân đây, mũi trắng Minh Quân. Chậu này thì mấy bữa em bán ba chậu mà khách mua hết rồi. Mà chậu này bông hoa nó cũng quá là tuyệt, nó không bệt nhưng mà nó được cái mũi trắng và bộ cánh quá là xuất sắc. Bộ cánh bầu của nó thì không thể nào mà chê được nó. Bộ cánh to, đó, bộ cánh rất là to, mũi trắng đó, mà cũng ám rất là sáng màu. Thì mỗi bông hoa nó sẽ có một vẻ riêng. Bông này nó không được bệt nhưng mà nó lại được cái mũi trắng này. Đó, rồi cái bộ cánh, trời ơi hai cái cánh đài của nó nhìn phê không, hai cánh đài này to mà bầu và tròn rất là sắc nét luôn. Bông nói chung là quá là đẹp, bây giờ có bông để ngắm là một điều rất là tuyệt vời mọi người ạ. Đó, em quay rất là rõ nha, mọi người nhìn này, đó quay cái bông hoa như thế này là mình nhìn thấy cái, được cái độ đẹp của nó. Nhiều người bảo là chơi có một hai bông hoa mấy ngày tàn mà tranh nhau mua này kia. Thì đúng, cái kiểu đam mê của nó là như vậy, nó quá là đẹp đi. Quay ở góc nghiêng góc đâu mọi người nhìn không thể nào chê được. Đó, quay hoa thì rất là nhiều bác hỏi em mắc ngủ với cây lâm sung nhỏ, nhưng mà hiện tại em không còn nữa đâu nha mọi người. Em chỉ còn một cái chậu lớn này thôi, đúng, còn duy nhất chậu lớn này thôi. Hôm bữa bán hai chậu thì khách lấy chậu vãi đầu rồi, còn chậu này thôi nha, 15 triệu nha. Bác nào có điều kiện thích lấy thì lấy thôi nha, chứ em không có còn cây nhỏ mà em cũng không có cắt mắt ngủ để bán được nữa. Đó, chậu này nha, mọi người thấy không, gân lá nổi rất là rõ nét nè.
đấy, chứ còn lâm sung đây, cái này hoa nở rồi, đồ em mới lấy chứ không phải là em lấy tùm lum đâu mọi người. Đó, nó có một mầm gốc nè, hai mầm nè, ba mầm nè, bên này được một thân này nữa nha. Đó, nguyên chậu này nha, 15 triệu, còn duy nhất một chậu này thôi. Chứ giờ cũng không còn cây, không còn mắt ngủ, không còn ấy đâu. Để ngày mai em đi lấy hàng coi thử nó có không thì về tới sau chứ. Giờ là hết rồi, giờ là chịu rồi, giờ là không còn nữa đâu. Đó nha mọi người. Tiếp theo mời mọi người ngắm bông xuân nha. Đây, đây là bông lưỡi đỏ nha mọi người, một bông xuân lưỡi đỏ này. Khuôn rất là đẹp luôn á. Đây. Đó, hôm nay nó nở được 4 chậu bông, từ từ là em sẽ quay cho mọi người hết. Em quay chậu này trước nha. Đấy, đang tác nghiệp ngoài nắng đây. Hôm nay có nắng nên là quay bông hoa nó cũng rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn bông hoa này. Cái cánh của nó thì nó bị cái gì đó, em cũng không biết. Nó lỗi lỗi vậy đó. Nhưng mà khuôn quá là đẹp luôn. Mọi người thấy không? Khuôn tim nè, mà lưỡi đỏ nha. Lưỡi đỏ rất là đậm đây. Đó, đỏ nè, cái màu nhung nhung đỏ quay ngoài nắng nó rất là đẹp. Đó, bông này nó mới hé hôm nay mọi người, em mới phơi nắng nè. Đó, em mới phơi nắng thì nó bung được như thế này nha. Cánh nó rất là đẹp đúng không? Cánh rất là đẹp. Bên này còn hai hai nụ này, hai hai nụ chắc ngày mai là nó bung thôi. Đó, đây nha. Cái điện thoại cứ không lấy được nét đâu mọi người nhìn nè. Đó, nên nhìn ngoài là mình mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó cứ mờ mờ mờ. Nhưng mà rất là thơm luôn. Thơm cứ thoang thoảng, gió cứ đưa hương á. Rất là mình hít vào rất là thấy thoải mái dễ chịu luôn. Đấy, chậu này 200 nha. Đấy, chậu lưỡi đỏ khung bông đẹp này này, cực kỳ đẹp luôn. Đó mọi người thấy ông nói cái sổ ra một bông là được 50 nghìn. Sổ ra bông đẹp là được thêm 50 nghìn. Chứ bình thường là bán mấy cái chậu một thân này có 1,5 triệu thôi. Nhưng mà mọi người thấy không? À quên, có 150 thôi. Nhưng mà khuôn bông quá đẹp luôn. Đó, khuôn rất là đẹp luôn này. Rồi, bông đầu tiên đây nha. Cho qua một bên. Quay thứ hai, bông thứ hai. Bông này thì lưỡi không đỏ đâu, màu nó lại trắng. Đó, nhưng mà khuôn rất là to mọi người. Khuôn rất là to, rất là xinh luôn ấy. Ai khuôn to xinh lắm. Đó, khuôn này nhìn ngoài rất là to so với mọi người bông này nha, để thấy được cái bông này nó to cỡ nào. Đây. Đây nha. Mọi người thấy không? Cánh nó rất là to và mọi người thấy cái khuôn cái bông đầu tiên không? Quá là xuất sắc đúng không? Khuôn cân đối luôn á, giống như là ai vẽ tròn vành vạnh luôn á. Rồi, đây còn cái khuôn này là khuôn khuôn ống nè, lưỡi nó ống dài ra. Đó. Thì mỗi mặt hoa nó sẽ có một cái sắc tố, một cái kiểu khác nhau nha. Mỗi cây là một mặt hoa, không cây nào giống cây nào hết mọi người. Quá là đẹp đi. Đó, bông này cũng lưỡi đỏ nè, mắt đậm tròn viền nha. Đó, mọi người thấy không? Khuôn này cánh sáp rất là dày bóng mà bông hoa to, phải nói là bông hoa to nha. Đấy, bông này nhìn ngoài đẹp lắm mọi người, quay vô đây em thấy nó không đẹp bằng ngoài á. Ngoài nó đẹp lắm. Đó, ngoài cực kỳ đẹp. Bên này là cũng nở nè, mà nó chưa có bông nhiều á mọi người, nó mới nở ngày đầu à. Đó, mới nở ngày đầu, ngày mai bắt đầu nắng lên là nó sẽ bung tiếp. Cây này vẫn còn nụ nè. Cây này cũng 150 luôn nha. Đó, cây này thì em bán 150 thôi. Nhưng mà bông phải nói rất là đẹp á. Đó, cây số 2. Rồi bông số 3 đây. Mặt bông số 3. Wow, quá là đẹp. Đó, bông số 3 này. Cũng mới vừa hé nha mọi người. Cánh viền rất là rõ nha. Cánh viền. Cái này được cánh viền rõ, mắt cũng đậm tràng viền nè, cũng là lưỡi đỏ nè, còn đầu trắng này nó còn hơi bệt tí nè. Đó, đầu trắng này còn hơi bệt tí. Đó, và nhưng mà cái phần trong này rất là đậm nha. Đó. Chậu này cũng 150 luôn nha. Chậu này thì có hai thân. Đó, cái hoa này thì lâu rồi. Hoa này thì hai thân cho nên là nó hai mặt hoa này mọi người thấy không? Cái này bông nó lâu rồi. Đó tàn rồi, cũng có kỳ nè. Chậu này hai thân thì em cũng tính là 150 luôn. Vì nó có hoa rồi, với mặt hoa nó như vậy. Đó là chậu số 3 nha. Và chậu số 4 đây. Đây, chậu 4 cũng là một cái bông màu khá là được. Đúng không mọi người? Đó lưỡi ống này, nó khá là giống với chậu số 2, nhưng mà môi có vành tuyết nha. Môi tuyết nhìn rất là đẹp luôn á. Đó, đây. Quay nét cho nó rõ này. Có nắng này bông hoa nhìn nó đẹp hẳn mọi người. Ồ, nhìn cái lưỡi ống này, góc nghiêng thần thánh đây. Quá là đẹp luôn. Đây được 3 bông nha. Bởi chậu này thôi, chậu này thì cũng 150 thôi nhưng mà chắc không ai lấy bởi vì nó cũng đã hoa hết rồi. Về sang năm trăm lại để có hoa thôi. Mà hoa cũng bình thường. Thôi mình để chơi cũng được. Đó, 4 chậu hoa như vậy nha mọi người. Đó là mấy chậu hoa, bên này em có mấy chậu nụ còn thân lá nè, rất là đẹp luôn. Đó, có những chậu thì nó còn nguyên lá như thế này, còn có những chậu thì nó lại xuống hết lá nha mọi người. Thì tùy theo, nhưng mà nó có nụ hết rồi. Cái này về thì chắc là tầm tuần hoặc 10 ngày nữa là nở thôi mọi người.
Thì về chúng ta cũng có hoa ngắm, thật sự hoa rất là thơm luôn, mà mọi người thấy đó, khung bông rồi rất là đẹp chứ không phải là xấu nha. Nói chung là chơi rất là được. Chậu số 5 này giá là 150.000 nha. Đó, rất là đẹp, thân lá rất là đẹp luôn, khỏi phải chê luôn. Đây số 5 này 150.000. Số 6 cũng là 150.000 luôn, nó dài hơn số 5 xíu á, mà mọi người thấy dưới này là nó sưng kỳ nè, trên này là nó sưng nụ nè. Đó, đây là chậu số 6 nha. Đó, 6 nè. Rồi, số 7 này cũng 150.000 luôn. Rụng hết lá rồi, còn một chiếc lá cuối cùng này. Đó, trên này thì rất là nhiều nụ rồi. Đây nha, sưng rất là nhiều nụ như này. Nhiều bác mới trồng cây thấy cây nó trụi hết lá này thì tưởng là cây chết rồi các kiểu, mà không phải nha. Đấy mọi người nhìn này, cây nó trụi hết lá thì nó sẽ sưng ra những cái nụ này nha, và nó sẽ nở bông rất là đẹp luôn. Số 8 thì cũng là 150.000 luôn. Đây chậu 8. Chậu 8 này thì thân nó dài, không còn cái lá, cũng còn một cái lá dưới gốc này. Đó, trên này thì cũng rất là nhiều nụ này. Đó, cực kỳ là nhiều nụ luôn. À, đang bung 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 như thế này nha. À, những cái mắt này nó chưa sưng hết đâu mọi người. Đó, chưa sưng hết. Về chúng ta trồng thì có khi năm sau nó lại sưng ở đây rồi các kiểu nha. Đó, cây thân thòng dòng hoàng thảo thì nó như vậy. Số 9 nè. Rồi, số 9 thì nó có hai thân. Trên này có một kỳ nè. Đó, đây, số 9 nè. Nụ rất là nhiều luôn, cực kỳ là nhiều nụ luôn. Cây này cũng 150.000 luôn nha. Tính đều hết là 150.000 đi cho dễ. Và số 10 cũng là 150.000, có nhiều lá. Cây này nụ to rồi nha. Đó, nụ to rồi, được hai cái nụ, còn hai cây nhé, à, còn hai hai nụ như thế này thôi. Đó, đây là 10 cây xuân ngày hôm nay nhé mọi người. Đấy. Tiếp theo là em có mấy chậu bẹp mũi trắng hoàng lợi nha mọi người. Nay cây nó ra hoa bói như thế này này. Đó. Thì mọi người thấy là bẹp cũng khá là đậm, được cái mũi trắng nha. Cắm thì cắm màu rồi, lưỡi ống. Chậu đang hoa này giá là 1.000.000 nha mọi người. Thì nó có một cái thân này nha. Mùa này cây nó không đẹp đâu mọi người. Nó xuống hết lá nên nhìn nó vàng vàng vậy đó. Còn hoa thì đây mọi người xem lại này. Hoa mũi trắng nha, bẹt lưỡi rất là đậm, mắt đậm luôn. Đó. Đấy, thì đây là chậu lớn này, giá là 1.000.000 nha. Dưới này nó còn nhiều mầm gốc lắm, bắt đầu lên 3 4 cái mầm gốc nha. Và một cái thân dài này. Thân này về thì chắc hè là nó sẽ ra hoa này. Bây giờ nó xuống lá nó bung nụ á. Rồi chậu số 2 là chậu này. Chậu này thì chia chít thân luôn. Đó, chậu này thì nó tới hai ba thân nhỏ như thế này. Còn mầm gốc của nó lên thì chắc cỡ 4 5 thân á, 4 5 thân. Đấy, mầm gốc lên thì cỡ 4 5 thân. Và trên này có rất là nhiều kỳ nữa. Chậu này 1.500.000 nha. Chậu này bác nào lấy thì 1.500.000, rất là lợi giống luôn. Về được một chùm hoa ngắm giống như là cây lùm xùm á. Rồi chậu số 3 là chậu này. Chậu số 3 này 800 nha. Đây, chậu số 3 này nó có một thân lớn này. Đó, dài cũng cỡ 40 cm, cong 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 như vậy nha. Rồi xuống hết lá rồi, cho nên là cây mùa này nó như vậy, nó không có đẹp đâu. Và chậu số 4 là chậu này. Chậu này 1.000.000 luôn ạ. Đây, chậu số 4 này thì cũng rất là nhiều đầu này, có 3 4 đầu lớn như thế này, và dưới này chi chít kỳ luôn, cứ cắt ưng kỳ bỏ dưới chậu như thế này nha. Đó, đây là chậu số 4, cũng là 1.000.000, có tới 3 thân già, 3 thân hoa đấy, và các cái thân già bên cạnh thì cắt để ưng kỳ hết rồi. Đó nha mọi người. Đó, thì em có 4 chậu như vậy, mời mọi người ngắm lại hoa. Cái này là chị lấy hàng bên vườn trên báo ấy, là em không lên lấy được nên là em nhờ chị quay video, cho nên là nó hơi mờ và nó không rõ, cho nên là mọi người chịu khó nhìn giúp em nha. Đây mọi người nhìn lại hoa giúp em này. Đấy rồi. Và cuối cùng là em có mấy cái combo nha, em tiếp tục bán combo. Cái cây gì còn là em combo. Hôm nay có combo 1.000.000 với lại combo 600 luôn nha. Rồi, combo số 1 này giá là 1.000.000. Thì sẽ có một chậu năm cánh trắng Phú Thọ này. Chậu này mấy bác nhìn là cũng biết ngay là hàng bom về nha. Nó bị bể chậu này, chậu xanh. Đó, hàng bom lâu lắc rồi, cách đây cũng 1 2 tháng rồi. Cho nên là em để nguyên này để cái chậu nó không bể, là chăm cây lại á. Thì mọi người là cây thấy cây nó đã hồi lại rồi. Một số lá thì nó bị sâu ăn này, rồi nó rụng hết ra vì nó cũng đứng ngọn rồi, không sao nha. Mà chậu này dài lắm, tới 20-30 cm lận á. Bữa trước bán nguyên cái chậu này là 1.000.000 á mọi người, cái thời mà nó còn cao á, 40.000 một sen á. Đó, đấy. Rồi tiếp theo là em có cây này, cây bệt Henry ngày hôm qua đấy. Đó, nó còn 2 chậu thì em bỏ vô combo luôn, 2 thân nha. Hôm qua thì bán 500, mọi người nhìn là biết rồi.
và một chậu yến thanh này, hai thân này. Cái ngọn của nó thì bị như này nha, lá trên đầu ngọn nó khô khô như vậy đó. Thì tính ra là 1 triệu thì mọi người tính là chỉ có 350 một chậu thôi đó, cỡ như vậy nha, 350. Chứ còn bán lẻ thì giá nó khác. Thì đây là số 1 nha, 1 triệu. Tiếp tục số 2 thì em có một cây 5 sao nè. Cây này thì bình thường thôi, thì cũng tới mùa nó xuống lá thôi nhá. Còn mầm gốc đồ thì vẫn bình thường, không sao hết nha. Dài được cỡ 15 sen nha, một cây 5 sao nè. Một cây K1 nè. Đó, một cây hồng K1 nè. Rồi, và một cây yến thanh nha. Đấy, tương tự một cây yến thanh nó héo héo như vậy. Đây, số 2 giá cũng là 1 triệu nha. Đó, số 2 nè, 1 triệu. Số 3 tiếp tục em có một cây hồng K1 nha, một cây K1, một cây bẹt Henry này, bẹt Henry 19 và một cây yến thanh cũng rất là lớn như thế này nha. Đây, mầm yến thanh lớn, cây này là mầm lách ra này, chứ nó cũng không có thân già giống như những cây khác. Thì cây này cũng combo số 3 này, giá cũng là 1 triệu nha. Đấy, số 3 này, 1 triệu. Tiếp tục số 4 1 triệu thì em có một chậu Henry này, tương tự một chậu Henry 3 đầu như thế này, 3 4 đầu này. Một cái chậu 5 sao nha. Đây, một chậu 5 sao và một cây Lan Bì An. Cây Lan Bì An này thì nó trồng nhưng mà nó chưa có bám chậu lắm. Đây, nó lung lay này. Cái này em gửi thì em cũng nhổ ra em gửi chứ không gửi chậu được đâu nha. Đó thì nó lung lay như vậy rồi nên là gộp vô bán như vậy. Đó, thì đây là số 4 nha, cũng là 1 triệu. Combo số 5. Số 5 thì em có mấy cây như sau. Một cây củ chi nè. Đó, một cây củ chi, một cây Hà Tĩnh nè, một cây Hà Tĩnh, một cây mắc nai. Combo này thì 3 chậu là 600 nhưng mà thôi bán 500 đi nha. Đấy, bán 500 cho dễ. 4 100 cho mọi người trả ship nha. Đấy. Rồi, combo số 5. Đây là số 5 nha mọi người. 4 là đến 5. 5 thì em có một cây bệt Đồng Vinh nè. Đó, một cây bệt Đồng Vinh nè. Một cây Phú Thọ nè. Một cây Phú Thọ. Cây này bữa trước là hồng bi nè, em cũng có bán rồi, hình như 2-300 gì đó mà không ai lấy. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy không, để thì nó bật lên mầm gốc rất là khỏe rồi. Đó, bật lên mầm gốc rất là khỏe. Rồi, và một cây Hà Tĩnh nè. Đây nha, một cây Hà Tĩnh. Thì đây là combo số 6 là 600 nha. Tính ra là 200.000 một chậu đấy. Rồi, và combo số 7 thì tiếp tục em cũng có một cây Hà Tĩnh nè. Một Hà Tĩnh nè, một củ chi nè. Một củ chi, cây đứng ngọn nhỏ như này. Và một cây nùi tiên quang nha. Combo này là cũng là 600 luôn. Đó, cái nùi tiên quang 3 thân rất là to như vậy. Đấy, thì đây là cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 combo của ngày hôm nay nha. Có 4 combo 1 triệu và 3 combo là 600.